vâng, chào các bác ạ, là Lâm Thành Auto. Đứng ngay trước màn hình của các bác đây là chiếc VinFast VF8 bản Eco màu xanh Deep Ocean nhá. Đấy, màu xanh này rất là đẹp nhá. Các bác nào mệnh mộc hay là mệnh hỏa đi em này thì cứ gọi là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra rõ rõ như cà phê Vin. Một chiếc VinFast VF8 bản Eco màu xanh Deep Ocean, hay còn gọi là xanh lá đấy ạ, xanh lá cây. Đấy, em VinFast VF8 này thì đã được chống ồn, đầy đủ hốc lốp rồi các bác nhé. Anh này thì có cái clip với em đã lên ở video trước thì rất là phê. Và hiện tại em Thành Auto đang có khoảng tầm 20 suất đặt cọc tiên phong của VinFast VF8 cho các bác cùng mong muốn nhận được một chiếc VinFast VF8 với một mức giá cực kỳ hợp lý. Thì chiếc VinFast VF8 bản Eco này lăn bánh xuống đường tại khu vực miền tỉnh chỉ có 915 triệu đồng mà thôi, 915 triệu đồng và full ưu đãi điều khoản đặt cọc của tiên phong, bao gồm cả voucher du lịch, voucher nghỉ dưỡng đấy ạ, voucher du lịch trị giá là 118 triệu cho 4 người trong 7 ngày các bác nhé. Và đồng thời là được tặng thêm một cái voucher 150 triệu trừ giá xe, và giá em đọc thì đã trừ đi cái voucher này rồi. Và nếu như chúng ta đặt theo cái giá voucher theo cái giá xe bây giờ thì chiếc xe sẽ tăng lên mất khoảng tầm hơn 100 triệu nữa các bác nhé. Đây cho các bác ngắm bên trong nội thất của chiếc VinFast VF8 bản Eco đây ạ. Có thể nói là tuy là da tổng hợp nhưng mà nhìn rất là phê các bác nhé, rất là bắt mắt. Từ những cái đường kim mũi chỉ đã được VinFast trau chuốt tỉ mỉ hơn rất là nhiều. Đây, nội thất hàng ghế 2. Và cái màn hình trung tâm của VinFast VF8 phải nói là nổi bật nhất quả đất các bác nhé. Đấy, lắm kỹ đi ạ. Thế thì em xe này đã được tích hợp phím bấm mở cửa trên tay nắm cửa, rất là tiện lợi cho các bác ở cả bên lái và bên phụ. Đây là khu vực sạc điện. Đấy. Thế thì màu xanh lá này sẽ rất là hợp cho các bác nào mệnh hỏa hay là mệnh mộc. Đi em xe này thì cứ gọi là hết ý đúng không ạ? Đấy, các bác ngắm đi nhá. Hôm nay thì cái sự kiện ra mắt cộng đồng VinFast toàn cầu thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái tất cả các màu sắc của VinFast VF8 các bác nhé. Đồng thời là chúng ta có thể chiêm ngưỡng thêm chiếc xe VinFast VF9. Và bây giờ thì có lẽ là cái clip này của Thành Auto cũng xin phép được tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và đừng ủng hộ kênh YouTube của Thành Auto trong suốt thời gian qua. Đừng quên là tham gia vào các cái hội nhóm trên Zalo cũng như hội nhóm trên Facebook mà Thành Auto đã để ở dưới phần link mô tả của video. Bây giờ tôi xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.